Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Đã có 8 địa phương hoàn thành vượt mức tổng thu ngân sách nhà nước. Hợp tác để nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây Đà Lạt. Chàng thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng tiêu dùng Nhật chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Nhiều nước châu Âu khuyến cáo công dân không đến Pháp. Cần làm gì với rác thải nhựa khi các mô hình chống rác thải nhựa đã được triển khai vẫn chưa phát huy hiệu quả tại Đà Lạt và các địa phương khác? Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã có 8 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu ngân sách nhà nước được giao. Trong đó có 4 địa phương đã hoàn thành dự toán tổng thu ngân sách nhà nước và thu thuế phí. Cục thuế Lâm Đồng cho biết đến hết tháng 11-2018 đã có 8 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu ngân sách nhà nước được giao là Đầm Rơi 152%, Lâm Hà 150%, Di Linh 119%, Đạ Oai 112%, Đơn Dương 111%, Đà Tẻ 107%, Đà Lạt 102% và Đức Trọng 100%. Trong đó có 4 địa phương đã hoàn thành dự toán tổng thu ngân sách nhà nước và thu thuế phí là Lâm Hà, Di Linh, Đà Oai, Đà Tẻ. Với kết quả này, Cục thuế Lâm Đồng đã thông báo biểu dương toàn ngành đối với các tập thể, các chi cục thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2018. Đồng thời đề nghị các đơn vị chưa hoàn thành cần tập trung nỗ lực hơn nữa để phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch trong tháng 12. Góp phần cùng toàn ngành thuế Lâm Đồng thực hiện thắng lợi kế hoạch thu 6.750 tỷ đồng, trong đó thu thuế phí là 4.435 tỷ trong năm 2018. Dự án sản xuất tiêu thụ khoảng 80 tấn mật ong trên một năm sẽ được dán tem nhãn, tem truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường. Dự án được đưa vào danh mục phát triển chuỗi liên kết giá trị sản phẩm của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng vừa đưa dự án sản xuất tiêu thụ khoảng 80 tấn mật ong một năm trên vùng nông nghiệp huyện Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo đó, dự án được đưa vào danh mục phát triển chuỗi liên kết giá trị sản phẩm của ngành. Đây là dự án liên kết giữa công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Thái Dương đóng chân trên địa bàn Đức Trọng với 40 hộ sản xuất giống ong chúa nuôi ong lấy mật đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, chế biến mật ong sạch theo quy trình HACCP. Tất cả sản phẩm từ nghề nuôi ong mật sẽ được dán tem nhãn, tem truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng khu vực cho khách tham quan trải nghiệm về nghề nuôi ong mật của vùng Nam Tây Nguyên, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình phát triển nghề nuôi ong mật cho nông dân trên địa bàn các địa phương nói trên. Từ việc xây dựng 16 mô hình về sản xuất an toàn theo Việt Gáp kết hợp với quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng các loại, đã giảm từ 4 đến 5 lần thuốc bảo vệ thực vật mỗi vụ, năng suất các mô hình đều tương đương và cao hơn từ 5 đến 10% so với tập quán canh tác của nông dân trước đây. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng 16 mô hình về sản xuất an toàn theo Việt Gáp. Bên cạnh đó, ngành cũng đã hỗ trợ nông dân quản lý dịch hại tổng hợp trên cà chua, khoai tây, cải bắp, ớt ngọt, xà lách, cà rốt, dâu tây, chè. Các mô hình áp dụng quy trình canh tác tổng hợp từ chọn giống, đất đai, bón phân, quản lý dịch hại tổng hợp, trong đó ưu tiên sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường như sử dụng bẫy bã, bảo vệ thiên địch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. Nhờ vậy đã giảm từ 4 đến 5 lần thuốc bảo vệ thực vật mỗi vụ, nhưng năng suất các mô hình đều tương đương và cao hơn từ 5 đến 10% so với tập quán canh tác của nông dân trước đây. Sản phẩm thu hoạch từ các mô hình đều được kiểm tra đảm bảo an toàn về dư lượng kim loại nặng, vi sinh vật và thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, huyện Bảo Lâm đã nhân rộng được 6.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Hiện nay, toàn huyện Bảo Lâm đã nhân rộng được 6.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm 3.850 ha cà phê, 1.500 ha chè, 200 ha rau, hoa, 450 ha cây ăn quả và đang tiếp tục xây dựng hai vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 300 ha tại xã Lộc Đức, thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Quảng. Ngoài ra, một số mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và tiếp tục được nhân rộng như mô hình trồng hoa, trồng ớt trong nhà lưới, nhà kính tại xã Lộc Đức, Lộc An, mô hình trồng rau thủy canh, trồng bơ 034 và bơ giống ngoại tại xã Lộc Ngãi, Lộc Đức, xã Lộc Phú, thị trấn Lộc Thắng, mô hình trồng sầu riêng tại xã Lộc Nam, Lộc Bảo, Bờ Lá, mô hình nuôi chim yến tại Lộc Thành, Lộc Nam,
chăn nuôi bò Kobe ở Tân Lạc, heo nhà lạnh ở Lộc Ngãi và nhiều mô hình chăn nuôi gà sinh học. Việc nhân rộng diện tích sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao nêu trên tại huyện Bảo Lâm đã góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, khoai tây là một loại cây trồng thế mạnh của Đà Lạt và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi những giá trị dinh dưỡng vượt trội mà khó có nơi nào có thể sản xuất được. Tuy nhiên, khoai tây Đà Lạt đang đứng trước thách thức cạnh tranh thương mại với khoai tây ngoại nhập giá rẻ, nhất là vào thời điểm mùa mưa, khoai tây Đà Lạt bị sụt giảm về sản lượng. Vì vậy, các công tác nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác khoai tây nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất luôn được các ngành chức năng của trung ương và địa phương chú trọng thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 1.500 hectare đất sản xuất khoai tây, với năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn trên 1 hectare, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và một số vùng phụ cận khác. Các giống khoai tây chủ lực được đưa vào canh tác như 07, BO3, Atlantis. Nông dân Lâm Đồng cũng được tiếp cận các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất khoai tây đạt năng suất cao, giảm thiểu sâu bệnh hại. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều nỗi băn khoăn mà một mình nông hộ chưa thể giải quyết được. Vì thời tiết cũng có, với lại cái thời vụ mà mình làm không thích hợp. Ví dụ như là sớm quá hoặc là muộn quá, thì thời tiết mưa nhiều á, là xuống cái giống này rất là khó khăn. Mà lúc thu hoạch mưa nhiều cũng rất là khó khăn. Với lại thứ hai nữa là nó còn tùy thuộc vào thị trường. Đấy, cái giá của thị trường nó thấp là bà con thu hoạch cũng rất là trở ngại. Giống má bán khó này, rồi tới khoai thịt bán khó. Đứng trước thực tế đó, ngành chức năng đã có nhiều giải pháp hợp tác nghiên cứu, chọn tạo những giống khoai tây chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng suất canh tác. Một trong những hoạt động đó là chương trình sáng kiến hợp tác về nông nghiệp và cây lương thực giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc nhằm sản xuất khoai tây và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, được triển khai tại Trung tâm Khoai tây Rau và Hoa Đà Lạt. Tại đây, Trung tâm đã khảo nghiệm thành công giống khoai thất Trô Bát được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Qua đó cho thấy, giống khoai tây này có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày, chất lượng cũ tốt, năng suất đạt khoảng hơn 27 tấn trên 1 hectare, cao hơn giống khoai tây Atlantis gần 16%, hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 35%, lợi nhuận kinh tế đạt khoảng 100 triệu đồng trên 1 hectare. Chúng tôi đã ứng dụng các công nghệ về kiểm tra nhanh một số các loại bệnh virus, bệnh héo xanh vi khuẩn trên khoai tây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ứng dụng một số cái công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc để tạo ra được cái củ giống sạch bệnh virus. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ công nhận được 1-2 giống khoai tây có khả năng kháng bệnh khá để tổ chức sản xuất trong cái điều kiện mùa mưa với cái áp lực bệnh cao tại vùng Đà Lạt Lâm Đồng, để nhằm cái việc là chúng ta có được cái khoai tây, có cái nguồn khoai tây để cung cấp cho thị trường trong cái điều kiện mùa mưa. Song song với các nghiên cứu trồng nước thì thông qua các chương trình hợp tác với nước ngoài, Lâm Đồng cũng đã nâng cao được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất khoai tây. Các chuyên gia nông nghiệp đến từ Hàn Quốc đã chia sẻ các kinh nghiệm về chọn giống, nhân giống và chăm sóc khoai tây sạch bệnh, cần kiểm soát rệp vần truyền virus một cách thích hợp trong giống khoai tây. Tại Hàn Quốc, đạt sản lượng khoai tây từ 27 đến 36 tấn trên 1 hectare, trong lúc các nước phát triển ở châu Âu chỉ đạt 15 đến 20 tấn do sử dụng giống chưa đạt chuẩn. Vì vậy, vấn đề sử dụng nguồn khoai tây giống sạch bệnh có ý nghĩa rất quan trọng và cần triển khai áp dụng. Khoai tây là một trong 4 loại cây lương thực của thế giới, có chất dinh dưỡng cao và đạt năng suất cao trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, đây là loại cây trồng dễ bị nhiễm virus, nhưng nó không bị nhiễm ở giai đoạn phát triển dưới 0,2 đến 0,5mm. Và để kiểm soát virus trên cây khoai tây giống, chúng ta cần kiểm soát rệp rừng. Đây là loại vật trung gian truyền virus. Nếu kiểm soát tốt cây giống cà chua không nhiễm virus, chúng ta sẽ nâng cao năng suất khoai tây lên khoảng 30 tấn một hectare. Sản phẩm khoai tây tại Lâm Đồng được các công ty như Orion, PepsiCo thu mua chế biến, còn lại tiêu thụ tại địa phương, các tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Khoai tây Đà Lạt luôn được người tiêu dùng đánh giá cao và là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cho nhiều nông hộ. Cũng là loại nông sản được xây dựng thương hiệu gắn với Đà Lạt.
Dù còn có những thời điểm khoai tây Đà Lạt gặp những khó khăn nhất định về điều kiện sản xuất, cho mưa kéo dài, sâu bệnh hại và cạnh tranh với khoai tây ngoại nhập, nhưng khoai tây Đà Lạt vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ các giải pháp canh tác bền vững đã và đang được áp dụng vào sản xuất. Nhiều sản phẩm công nghiệp của Lâm Đồng tăng khá. Chàng thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng chung ngành công nghiệp xây dựng của Lâm Đồng ước tăng gần 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều sản phẩm công nghiệp của Lâm Đồng tăng khá. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng chung ngành công nghiệp xây dựng Lâm Đồng ước tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp tăng hơn 8,3%, xây dựng tăng gần 8,55%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá như hạt điều chế biến tăng hơn 9%, rau cấp đông tăng 9,2%, sợi tơ tằm các loại tăng 12,3%, phân bón NPK tăng gần 15%, bê tông tươi tăng trên 32%, sản phẩm alumin tăng 13,7% và điện thương phẩm tăng 10%. Sự khởi sắc của ngành công nghiệp trong năm qua là tín hiệu đáng mừng, tạo cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, tạo thương hiệu sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra còn chủ động tìm kiếm thị trường, tiếp cận tốt các chính sách ưu đãi của chính phủ và địa phương để tái cơ cấu sản xuất sản phẩm, tăng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt là hoạt động đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn trong nước, nước ngoài và của người dân có bước phát triển khá. Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách tháo gỡ được khó khăn. Cùng với đó là tình hình kinh tế của Lâm Đồng tiếp tục phát triển nên các nhà đầu tư yên tâm hoạt động. Từ năm 2008 đến nay, với nguồn kinh phí nhà nước phân bổ hơn 77 tỷ đồng, huyện Đam Rông đã tập trung xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, qua đó giúp người nông dân trên địa bàn nâng cao mức sống, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn huyện Đam Rông ngày càng phát triển. Theo Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông, từ chương trình 135, trong 10 năm qua 2008-2018, với nguồn vốn nhà nước phân bổ hơn 77 tỷ đồng, huyện Đam Rông đã xây dựng 120 công trình cho 8 xã, xây dựng 57 công trình mới gồm 77 công trình đường giao thông nông thôn, 33 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 6 công trình thủy lợi, 3 công trình trường học và 1 công trình y tế và duy tu bảo dưỡng cho 15 công trình, gồm 14 công trình đường giao thông nông thôn và 1 công trình y tế. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí 135, huyện Đam Rông đã hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, vật nuôi và mua sắm máy móc phục vụ sản xuất với kinh phí là hơn 10 tỷ đồng cho hơn 2.500 lượt hộ nghèo được thụ hưởng. Qua đó, giúp cho người nông dân trên địa bàn huyện thu nhập ổn định và nâng cao mức sống, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn huyện Đam Rông ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, đa số thanh niên nông thôn hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn để phát triển kinh tế khi vừa thiếu vốn lại không có kiến thức khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của bản thân, thanh niên Lưu Đình Huy đã phát huy thế mạnh của bản thân và gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự về gương điển hình này. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lưu Đình Huy ở thôn 4 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm quyết định ở nhà để tìm hướng phát triển kinh tế trên chính thửa đất của gia đình. Ngoài 2 hecta trồng cà phê làm nguồn thu nhập chính, anh Huy đã nghiên cứu và học hỏi các mô hình chăn nuôi phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Và rồi anh đã nhận ra việc nuôi dê sinh sản là bước đi đem lại hiệu quả kinh tế bởi nguồn vốn đầu tư ban đầu ít, công chăm sóc lại đơn giản và tỷ lệ mắc bệnh trên đàn gia súc không cao. Chính điều này nên năm 2015, anh quyết định gắn bó với mô hình nuôi dê sinh sản. Từ những cặp dê ban đầu nuôi thử nghiệm để làm giống, đến nay đã phát triển quy mô đàn lên đến gần 30 con. Anh Huy cũng chính là người tiên phong cho mô hình nuôi dê sinh sản kết hợp với trồng trọt tại địa phương. Theo tìm hiểu của em thì em thấy thị trường của nuôi dê và ở trên thị trường thì cũng phát triển rất là mạnh. Hiện tại như bây giờ thì về dê người ta chăn nuôi rất là nhiều, nên là vì thị trường phát triển nhiều cho nên họ nuôi cũng cực kỳ nhiều. Đầu ra thì chắc chắn là nó sẽ ổn định và nói chung là cái cách nuôi thì rất là dễ.
vì thiếu kinh nghiệm nên ban đầu cũng gặp khó khăn trong việc chuyển đổi cây trồng và vật nuôi. Nhưng bằng sự cần cù, chăm học hỏi, anh Lưu Đình Huy đã linh hoạt và sáng tạo trong cách làm của mình khi trồng sen, cà phê với cây gòn và cây hồ tiêu. Bởi lá gòn vừa làm thức ăn chính cho dê, vừa làm trụ cho cây tiêu phát triển. Từ nguồn thu nhập của việc trồng tiêu và nuôi dê, anh Huy tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích cà phê hiện đang cho năng suất cao với khoảng 7 tấn một hecta. Tiền cà phê hàng năm thì mình có thể mình lấy để mà đổi mới cái giống cà thêm nhiều thêm, ví dụ như tất cả các loại giống cà ghép chẳng hạn. Và ví dụ như một vườn như tụi em là rất là nhiều loại. Lộc An, huyện Bảo Lâm là xã có diện tích trồng cà phê lớn và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, cà phê chỉ thu hoạch một vụ trong năm mà chi phí đầu tư khá cao. Do vậy, với nhiệt huyết muốn làm giàu cho bản thân, nên nhiều thanh niên đã luôn tìm tòi học hỏi những cách làm hay để làm giàu trên chính thửa đất của mình. Và mô hình trồng sen cây kết hợp chăn nuôi của anh Huy đã minh chứng cho điều đó. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Lưu Đình Huy còn là bí thư chi đoàn thôn năng nổ và nhiệt tình với phong trào đoàn tại địa phương. Ngoài việc công việc phát triển kinh tế gia đình và bản thân cho đồng chí Lưu Đình Huy, thì đồng chí Lưu Đình Huy là một trong những người bí thư rất là năng động, không những ở phong trào ở địa phương, ở chi đoàn thôn, đồng chí còn tham gia những cái chương trình ở huyện, đặc biệt là chương trình thiện nguyện, chương trình thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, thì đồng chí Huy là luôn là người đi đầu ở trong các chi đoàn thôn. Ở tuổi 30, không ngày khó ngày khổ, anh Lưu Đình Huy bước đầu đã gặt hái được những kết quả khả quan từ mô hình phát triển kinh tế của mình. Mặc dù kinh nghiệm chưa nhiều, song khát vọng làm giàu của chàng trai trẻ này đã tiếp thêm động lực cho nhiều thanh niên đang muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương Lộc An. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Năm 2015, phòng xét nghiệm HIV được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm HIV, được phép khẳng định các kết quả xét nghiệm HIV thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, phòng xét nghiệm khẳng định HIV duy nhất của tỉnh Lâm Đồng có chức năng thực hiện sàng lọc HIV cho các đối tượng nguy cơ cao đến với các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, thực hiện tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại cộng đồng có các đối tượng nghi nhiễm HIV. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, phòng xét nghiệm khẳng định HIV của tỉnh đã thực hiện hơn 40.000 mẫu xét nghiệm, phát hiện 86 mẫu dương tính với HIV. Từ phòng xét nghiệm khẳng định HIV tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện công tác xét nghiệm, phát hiện điều trị và phòng ngừa bệnh kịp thời. Trong năm 2018, toàn huyện Lâm Hà đã triển khai được trên 800 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cùng với đó, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động quỹ ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ngày vì người nghèo đạt kết quả tốt. Qua đó giải ngân quay vòng nguồn vốn giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập nghiệp, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã được triển khai tích cực. Từ đó huy động mọi nguồn lực của các tầng lớp nhân dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Lâm Hà. Huyện Di Linh có tổng số 27 trường mầm non, 33 trường tiểu học và 22 trường trong cơ sở, nhằm tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện theo hướng tinh gọn hiệu quả. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đã quyết định sáp nhập trường tiểu học Tân Lâm 1 và trường tiểu học Tân Lâm 2 thành trường tiểu học Tân Lâm. Trường tiểu học Đinh Trang Thượng và trường trong cơ sở Đinh Trang Thượng sáp nhập thành trường tiểu học và trong cơ sở Đinh Trang Thượng. Sáp nhập trường tiểu học Gia Bắc với trường trong cơ sở Gia Bắc thành trường tiểu học và trong cơ sở Gia Bắc. Trên cơ sở sáp nhập này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phòng giáo dục đào tạo huyện Di Linh giám sát quản lý chất lượng giáo dục một cách tốt nhất, giúp học sinh được học tập trong môi trường thuận lợi, rút ngắn khoảng cách đi lại. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước và thế giới. Hàng tiêu dùng Nhật chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Nhiều nước châu Âu khuyến cáo công dân không đến Pháp. Qua nhiều nỗ lực tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương mại, ngành chè Việt Nam vẫn lâm vào tình trạng sụt giảm sản lượng và giá trị xuất khẩu trong 11 tháng liên tiếp.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng xuất khẩu chè 11 tháng năm nay ước đạt 117.000 tấn, kim ngạch đạt 199 triệu đô la Mỹ, giảm 8,7% về khối lượng và giảm 4,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đứng thứ tư trong số những nước xuất khẩu chè sang thị trường Nga. Thế nhưng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè sang thị trường Nga trong 11 tháng năm nay giảm hơn 16% về lượng và giảm 10,7% về giá trị. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng rúp của Nga mất giá so với đồng đô la Mỹ. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cho biết chè Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu tại thị trường này. Tương tự, xuất khẩu chè sang các thị trường Nhật và EU cũng chững lại. Cơ quan chức năng nhận định, ngành chè và các doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cao chất lượng, chú trọng tạo dựng hình ảnh thương hiệu tại các thị trường lớn để thay đổi nhìn nhận của người tiêu dùng về chè Việt Nam. Những năm gần đây, các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản luôn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng bởi chất lượng cũng như mẫu mã phù hợp với người châu Á. Chính vì vậy, các sản phẩm Nhật đang càng chiếm lĩnh thị trường Việt và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, để mua được những mặt hàng đúng tiêu chuẩn, người tiêu dùng cần chú ý đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hàng Nhật đã nhanh chóng chiếm được tỷ trọng nhất định trong cơ cấu hàng hóa tiêu dùng của người Việt bởi chất lượng, giá cả và sự hài lòng khi sử dụng. Có mình thường xuyên sử dụng các cái sản phẩm của Nhật. Tại vì mình thứ nhất là mẫu mã nó đẹp, thứ hai là cái chất lượng tiêu chuẩn của nó còn cao hơn so với những cái sản phẩm châu Âu mình thường dùng, với cả đồ của Nhật thì nó phù hợp với cả châu Á mình hơn so với cái đồ châu Âu. Rất thích sử dụng các sản phẩm của Nhật. Cũng hay thường xuyên mua các sản phẩm của Nhật cho gia đình dùng. Mình hay mua các sản phẩm về thực phẩm chức năng cho gia đình, cũng như là các cái đồ điện gia dụng ấy. Thì gia đình mình thì rất hay sử dụng các sản phẩm của Nhật. Nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng, ngày càng có nhiều người bán các sản phẩm Nhật từ online tới mở cửa hàng. Chỉ cần một thao tác trên bàn phím, hàng nghìn trang bán hàng Nhật hiện ra, từ hàng mỹ phẩm, thực phẩm gia dụng cho đến các mặt hàng tiêu dùng. Những cái mặt hàng này của mình có phải là hàng Nhật chuẩn xịn không chị? Hàng chị là hàng Nhật xịn em, hàng nội địa chính hãng đấy. Nói chung là hàng xịn và đảm bảo chất lượng em. Nhiều người thích dùng hàng Nhật lắm, mà đặc biệt là hàng Nhật nội địa. Em yên tâm mua hàng bên chị là hàng Nhật chuẩn. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm mua hàng thì người tiêu dùng dễ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Như vậy, cần có giải pháp để người tiêu dùng tránh mua phải các sản phẩm hàng nhái, hàng kém chất lượng được trà trộn bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay. Cái ghi nhãn là một cái dấu hiệu để giúp người tiêu dùng nhận biết được cái hàng đấy có phải đúng hàng Nhật hay không, bởi vì nó có nguồn gốc xứ ghi rõ chẳng hạn. Cái ghi nhãn ấy thì nó có những chỉ tiêu gọi là bắt buộc, ví dụ tên hàng hóa là phải có, thứ hai là cái nguồn gốc xuất xứ phải có. Thế nếu nguồn gốc không có thì có nghĩa là hàng anh có dấu hiệu là không phải cái hàng chính hãng như thế. Thế và đồng thời là cái người chịu nhiệm về cái sản phẩm ấy. Vì vậy, để mua hàng đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước nhãn mác ghi trên sản phẩm. Thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Khánh Hòa, từ năm 2016 đến nay, số lượng các điểm kinh doanh thực phẩm nông thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh được xác nhận ngày càng nhiều, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, nếu như cuối năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 10 điểm kinh doanh thực phẩm, nông thủy sản an toàn, thì đến nay đã có 27 điểm. Đáng chú ý trong số này, có hai cơ sở là siêu thị 3F và siêu thị Co-op Nha Trang đã thực hiện dán tem sản phẩm được truy xuất nguồn gốc điện tử từ cuối năm 2017. Được biết, tất cả sản phẩm bày bán tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn đều được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được sơ chế, chế biến tại các cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, hoặc ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo hướng Việt Gap, Global Gap. Ngoài ra, các điểm kinh doanh này cũng được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Khánh Hòa kiểm tra, lấy mẫu hàng năm nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm khi dùng sản phẩm. Riêng năm 2017, đơn vị đã lấy 96 mẫu ngẫu nhiên và tính đến cuối tháng 11 năm 2018 đã lấy 37 phân tích. Kết quả tất cả đều đạt yêu cầu. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Do đó, việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng đang là một vấn đề quan trọng trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện miền núi Vĩnh Thạnh có khá đông các nghệ nhân Bà Na. Họ về đây để tham gia nghiệm thu cồng chiêng theo chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh Bình Định thực hiện.
Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thành tổ chức nghiệm thu và bàn giao 31 bộ cồng chiêng cho 31 làng đồng bào Ba Na trên địa bàn huyện Vĩnh Thành với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 1,1 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào các huyện miền núi trong tỉnh Bình Định, đây là một bộ chủ trương lớn của tỉnh mà giao cho ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư để mà triển khai thực hiện, mục đích là nhằm để bảo tồn và văn hóa bản sắc văn hóa dân tộc của người Ba Na nói chung và vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh trên Ba Na nói chung và nói riêng mà trên địa bàn dân tộc tỉnh Bình Định nói chung. Qua cái nghiệm thu kỹ thuật này, sáng nay đấy, chúng tôi thấy là nói chung cái ngành chức năng làm như vậy là tương đối. Chưa hơn 2 tháng bà đã hoàn chỉnh được hơn 30 bộ cồng chiêng, đó là cục gần lớn của ngành chức năng chế tạo ra cồng chiêng người Ba Na này. Còn đứng về cái chất lượng. Cồng chiêng đối với đồng bào Ba Na nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung luôn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Vì vậy, việc hỗ trợ cồng chiêng cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Định là một chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Vĩnh Thành. Nói chung là một trong những người nghiên cứu văn hóa Ba Na thì thấy là qua đi khảo sát thực tế các làng hiện nay là phần lớn là các bộ cồng chiêng của người Ba Na là vừa là thất thoát, vừa là mai mọt, đồng thời có những cái bộ, có những làng hiện nay nó cũng hư hỏng đi nhiều. Việc nhà nước quan tâm đến cung cấp các làng của đồng bào Ba Na của Ba Na Kriem nói riêng, của cộng đồng người Ba Na nói chung. Theo Ban dân tộc tỉnh Bình Định, dự kiến sau khi hoàn thành việc trao tặng cồng chiêng, tỉnh sẽ tổ chức lễ hội mừng cồng chiêng mới. Điều này nhằm tạo động lực sử dụng, bảo tồn cồng chiêng cho bà con nhằm phát huy bản sắc văn hóa. Với chương trình này, hy vọng trong tương lai, những tiếng cồng, tiếng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vĩnh Thành và các huyện miền núi của tỉnh Bình Định sẽ lại vang xa. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, sinh viên đóng 70% còn lại. Từ năm 2021, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng cho cơ sở giáo dục, nhà trường, sinh viên đang theo học. Về mức chi trả, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến, sinh viên sẽ được chi trả các mức 80%, 95% và 100% tùy từng mã thẻ. Nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, 100% chi phí điều trị nội ngoại trú các bệnh viện tuyến huyện, chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình của những người áo vàng làm bùng phát bạo loạn ở thủ đô Paris của Pháp ngày 8 tháng 12, nhiều nước châu Âu tỏ ra lo lắng, khuyến cáo công dân của mình nên thận trọng khi có mặt tại Pháp trong 2 ngày cuối tuần này. Không tham dự vào các cuộc thảo luận và các tranh cãi khác nhau, không nên dừng lại để quay phim chụp ảnh. Đó là những thông điệp mà nhiều nước gửi đến các công dân của họ nếu có mặt ở Pháp trong bối cảnh các cuộc biểu tình phong trào phản cảm áo vàng tiếp tục dâng cao. Nhiều nước còn kêu gọi công dân của mình khóa tới thủ đô Pháp vào những ngày cuối tuần này. Cộng hòa Séc đề nghị người dân chỉ đến Paris nếu thực sự cần thiết. Bồ Đào Nha kêu gọi người dân nước này tránh di chuyển không cần thiết tới Paris trong ngày 18 tháng 12. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bỉ đăng tải trên trang mạng khuyến cáo công dân nước này hoãn các chuyến đi tới Pháp, đồng thời nhắc nhở những ai buộc phải đi thì phải có biện pháp đề phòng. Các nước láng giềng khác của Pháp như Tây Ban Nha, Đức, Italy, Hà Lan, Anh cùng các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Naui, Đan Mạch cũng đều kêu gọi công dân của họ nên tránh không tới Pháp, đặc biệt là Paris trong những ngày này. Trong khi chính trường Anh đang nóng lên từng ngày với số phận chưa rõ ràng của tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, EU hay còn gọi là Brexit, thì giới thể thao xứ sương mù cũng lao đao vì những lo ngại tác động của Brexit tới các vận động viên, các cổ động viên và cả các nhà đầu tư. Những hạn chế mới với người nhập cư từ EU tới Anh, thời kỳ hậu Brexit là một vấn đề được đặc biệt quan tâm đối với những người hoạt động bóng đá, vốn đã tạo ra một trong những giải đấu nội địa hấp dẫn nhất thế giới là Premier League.
dù được nhìn nhận là mang đến cơ hội tốt hơn cho các cầu thủ Anh, nhưng Brexit cũng sẽ hạn chế nền bóng đá xứ sương mù tiếp cận những tài năng từ các nước khác trên toàn châu lục. Các chủ sở hữu của các đội bóng tại Anh cũng có ý kiến trái chiều về Brexit. Không ít các ông chủ lại cho rằng Premier League sẽ thiệt hại nặng nề vì Brexit, bởi các câu lạc bộ sẽ gặp nhiều khó khăn trong tuyển mộ nhân tài ngoại quốc, kéo theo các khoản chi phí không nhỏ. Các môn thể thao phổ biến khác tại Anh cũng chưa lường được tương lai hậu Brexit. Anh luôn tự hào là nơi chôn rau cắt rốn của nhà vô địch đua xe công thức 1 Lewis Hamilton và là quê hương của một số đội đua đáng chú ý như Renault, Williams và McLaren. Điểm chung của các đội đua là đều có lượng nhân viên nước ngoài đông đảo. Hãng Renault cho rằng chặng đường phía trước sẽ rất chông gai vì những thay đổi trong luật nhập cư và vì không rõ trong tương lai việc thuê các nhân viên ngoại sẽ ra sao. Công ty Kakao của Hàn Quốc đã bắt đầu ra mắt ứng dụng Carpool, qua đó bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ đi chung xe, bất chấp sự phản đối của giới doanh nghiệp taxi. Công ty Kakao đã cho ra mắt ứng dụng Carpool, cho phép mọi người có thể sử dụng xe cá nhân để chở người khác có chung điểm đến. Sau khi thí điểm dịch vụ này trong vòng 10 ngày, hãng sẽ chính thức triển khai dịch vụ từ ngày 17 tháng 12. Kakao áp dụng mức giá mở cửa là 3.000 won, tương đương 2,6 đô la Mỹ, và tính giá dịch vụ theo thời gian và khoảng cách di chuyển. Hãng Kakao giới hạn tài xế chỉ được phép cung cấp dịch vụ đi chung xe 2 chuyến một ngày. Nếu vượt quá số lần cho phép, sẽ bị hạn chế điều xe. Kakao quyết định sẽ triển khai dịch vụ 24/24 giờ, bất chấp sự phản đối của giới taxi truyền thống. Giới taxi truyền thống tại Hàn Quốc đã phản đối kế hoạch này của Kakao. Ít nhất 4 hiệp hội taxi đã lập ra một ủy ban đối sách khẩn cấp, tuyên bố sẽ đối phó thông qua luật pháp. Theo cảnh báo từ Cục Thuế Nội địa Mỹ, thời điểm cuối năm là mùa khuyến mãi cùng các cơ hội vàng cho những tin tặc. Người dân được khuyến cáo cần cảnh giác trước nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân khi thanh toán trực tuyến, đặc biệt trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm sắp tới. Cơ quan này khuyên người tiêu dùng cẩn trọng với các thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, số an sinh xã hội. Người dùng cũng cần tránh truy cập các nguồn Wi-Fi công cộng không được đảm bảo, chỉ mua sắm ở những trang web bán hàng tin cậy. Đảm bảo chỉ mua sắm ở những trang web bán hàng tin cậy, đồng thời nên cài đặt mật khẩu nhiều lớp hoặc mã hóa các thông tin nhạy cảm. Thời điểm này, không khí chuẩn bị đón Giáng sinh đã tràn ngập khắp các đường phố ở nhiều thủ đô trên thế giới. Tại vườn thực vật Kew, thủ đô London của Anh, những ánh đèn LED lung linh như một màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng đã thắp sáng theo chủ đề Giáng sinh. Vườn thực vật Hoàng gia Anh Kew tại London đã được thắp sáng bởi hơn 1 triệu bóng đèn LED rực rỡ đầy màu sắc. Khắp nơi tại khu vườn này, người ta có thể bắt gặp hình ảnh những bó hoa rực rỡ sắc màu ấm áp của Giáng sinh. Những chiếc thuyền mang theo điều ước chảy trên những dòng sông ánh sáng bất tận. Những cơn mưa sao băng nhiều màu sắc tạo nên không gian kỳ ảo. Đặc biệt, các nghệ nhân đã tạo ra một con đường dài 2 km với ánh đèn vàng và chiều sâu hun hút. Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp Giáng sinh, vườn thực vật Kew lại được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng và âm nhạc để chào đón dịp lễ lớn nhất trong năm. Lễ hội ánh sáng này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 1 năm 2019. Cần làm gì với rác thải nhựa khi các mô hình chống rác thải nhựa đã được triển khai nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tại Đà Lạt và các địa phương khác là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa và xử lý rác thải nhựa là vấn đề nan giải đối với thành phố Đà Lạt và các địa phương. Ngành Tài nguyên và Môi trường đã phát động nhiều chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm bao bì từ nhựa nhưng chưa phát huy được hiệu quả cao. Do chưa có nhiều mô hình cụ thể để nhân rộng và nhiều nguyên nhân khác. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cứ khoảng 17 giờ hàng ngày, khắp các khu phố, người dân bắt đầu đi bỏ rác theo quy định. Tất cả các loại rác được vứt đi nhưng không được phân loại. Có mặt nhiều nhất là các rác thải từ bao bì, hộp ni lông sử dụng một lần. Tất nhiên, người dân đóng tiền thu gom rác thì họ có quyền thải ra tất cả các loại rác khi không có một quy định hay khuyến cáo nào về việc phân loại và hạn chế sử dụng các loại rác gây ô nhiễm. Có nghe TV nói nhưng mà hiện giờ ở đây thấy chưa áp dụng, không cái chỗ nào bán cái đồ dùng thay thế túi ni lông. Đấy. Mà đi siêu thị cũng toàn dùng túi ni lông. Giữa năm 2018, ngành môi trường đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn với khẩu hiệu hành động nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các đơn vị và cộng đồng dân cư về nguy cơ ô nhiễm từ rác thải nhựa.
từ đó từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa khó phân hủy. Tuy nhiên, sau nửa năm phát động chiến dịch, mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Doanh thu của các cửa hàng kinh doanh các sản phẩm từ nhựa không hề giảm sút. Tôi bán cái mặt hàng này thì tôi chỉ biết bán mặt hàng này thôi. Cái đóng thuế môi trường thì đóng thuế tại gốc thôi. Chứ còn mình đây mình đâu có ấy, mình chỉ đi mua lại thôi mà. Mình đâu có phải sản xuất ra đâu. Từ thành phố đến nông thôn, việc sử dụng các sản phẩm nhựa một lần đã trở thành thói quen khó từ bỏ bởi tính tiện lợi. Trong nhiều năm qua, việc lạm dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần đã diễn ra rất phổ biến, dù rằng nhiều người đã thấy rất rõ tác hại của nó. Nhưng có lẽ chưa có một chiến dịch tuyên truyền trực quan, hiệu quả hay những mô hình điểm về nhân rộng, nên rác thải nhựa vẫn được thải ra môi trường hàng tấn mỗi ngày. Hiện nay, cái biện pháp xử lý của cái rác thải nhựa và ni lông này rất là khó khăn. Một mặt á, thì là nếu mà chôn lấp, cái việc phân hủy nó rất là lâu. Và theo các chuyên gia về môi trường, nó có thể tồn tại từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được. Do đó, đó là một thách thức lớn về việc ô nhiễm môi trường. Nếu xử lý bằng công nghệ đốt chẳng hạn, thì cái lượng khí thải phát ra môi trường cũng rất lớn và ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nay, cái việc mà việc sử dụng bao bì túi ni lông và các sản phẩm nhựa của người, cộng đồng dân cư thì nó đã thành thói quen, và muốn thay đổi thì phải có thời gian và tuyên truyền vận động và có sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường để người dân từ từ họ sẽ thay đổi và nhận thức ngày càng cao để mà cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Phân loại rác từ nguồn giúp cho việc xử lý và tái chế các sản phẩm từ nhựa sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí lớn. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn chưa được chú trọng. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét ban hành quy định về lộ trình phân loại rác tại nguồn, trong đó có việc áp dụng chế tài đối với hành vi không phân loại rác tại nguồn với mức phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, áp dụng theo nghị định 155 của Chính phủ. Nhưng vấn đề đặt ra là ai sẽ thực hiện việc xử phạt này, hay lặp lại chuyện đánh trống bỏ dùi như một số quy định xử phạt trước đó. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản về việc phát động phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các đoàn thể liên quan trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng, thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm thay đổi, tiến tới bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hiệu quả của phong trào này vẫn còn ở phía trước. Rác thải nói chung và rác thải nhựa vẫn là chuyện biết rồi nói mãi. Nhưng khi nào người dân còn thờ ơ với môi trường, còn tâm lý cha chung không ai khóc, thì vấn đề khủng hoảng rác thải và xử lý rác thải sẽ xảy ra không bao lâu nữa, khi các bãi rác quá tải, công nghệ và công suất xử lý rác thải không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đây là vấn đề không thể xem nhẹ trong cuộc sống mỗi ngày của cộng đồng, vì nó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của mọi người, mọi nhà, theo hướng tiêu cực nếu chúng ta không nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ hôm nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.